Xin chào tất cả các bạn đã quay lại kênh của mình nhé. Thì hôm nay tiếp tục thời gian rảnh rỗi và cũng gần đến Tết rồi, tức là cũng khoảng tháng chạp rồi các bạn nhé. Đấy thì mình cũng ra để kiểm tra một số cây hoa giấy và tỉa cành các bạn nhé, để chuẩn bị hoa giấy cho cái công việc đón Tết năm nay. Đó thì mình dọn dẹp một số cái cây hoa giấy, tức là tỉa cành cho nó để gọn gàng. Còn những cây nào mà tiếp tục ra hoa thì mình tiếp tục chăm sóc, tưới nước để cho cây nó tiếp tục ra hoa nhiều hơn và cái hoa nó sẽ tươi được lâu hơn. Đấy thì nó sẽ có một cái đón Tết năm nay nó suôn sẻ hơn các bạn nhé. Đấy, có cái không gian hoa nhiều thì nó đẹp hơn. Đấy. Ở đây thì mình đang quay các bạn về một số cái cây hoa giấy Nhật nhé. Đấy, đã ra hoa và có một số cành thì bây giờ cách đây khoảng 2 tháng mình vẫn chưa tỉa các bạn này. Đây ví dụ những cây này thì mình chưa tỉa này. Đó. Tất nhiên là khi mà các bạn để cành nhiều mà các bạn không tỉa thì cây hoa giấy nó sẽ ra cành nó xum xuê và nó không được đẹp. Đấy, cái bộ tàn nó không được đẹp, nhưng mà nó có cái ưu điểm là nó sẽ giúp cho cây hoa giấy nó lớn nhanh hơn các bạn nhé. Đấy. Bởi vì các bạn để cành lá nhiều thì nó sẽ quang hợp được nhiều. Đấy, và nó tổng hợp được chất hữu cơ nhiều từ ánh sáng mặt trời thì cây hoa giấy mình thấy là nó sẽ lớn nhanh hơn. Đấy, mặc dù là cái bộ tàn nó không được đẹp. Đó. Đấy, nếu các bạn hoa giấy mà các bạn tỉa liên tục thì chắc chắn nó là lớn nhanh đó các bạn ạ. Đấy, các bạn mà tỉa miết khoảng tháng tỉa lần, tháng rưỡi tỉa lần là nó mình thấy nó đâu lớn có nhanh được, bởi vì cành lá nó đâu có đâu mà các nó quang hợp. Đấy, và một phần nữa là các bạn bón phân nhiều, chất dinh dưỡng nhiều thì nó cũng lớn, nhưng mà kết hợp với cành lá nhiều thì nó sẽ cũng lớn nhanh hơn thôi. Đấy, cái đó là cái đặc điểm tự nhiên của cái cây cảnh đó các bạn nhé. Đấy, cành lá nhiều thì lá nhiều, cành nhiều, số lượng cành lớn thì chắc chắn là cây nó sẽ lớn nhanh thôi. Đây chỗ này các bạn này, đây một số cái cành này thì mình sẽ tỉa đi. Cây này là hoa giấy Việt Nam các bạn nhé. Thì cũng gần Tết rồi, nói chung thì cũng nhân tiện video này thì cũng chúc các bạn chuẩn bị đón một năm mới gia đình thật là vui vẻ các bạn nhé. Đấy. À, các bạn và gia đình đón một năm mới thật là vui vẻ và một năm mới thật là nhiều thành công và thắng lợi trong năm 2023 các bạn nhé. Rồi, mình sẽ lấy cái kéo các bạn nhé để mình tỉa bớt cành đi. Cái này thì vẫn đang còn nhỏ các bạn. Cây này thì mình trồng khoảng hơn 2 năm. Đã dâm từ cành hoa giấy Việt Nam lên nhá. Đã trồng trên chậu xi măng luôn này. Ở phía dưới này mình đang đổ bỏ một ít trà đấy các bạn này. Đấy cái bã trà mình uống mình sau khi mình dùng xong thì mình đổ xuống đây để cho nó tăng cái chất mùn, chất hữu cơ và cung cấp chất dinh dưỡng cho cái cây hoa giấy, nó sẽ cái đất nó sẽ tốt hơn. Đó thì hoa giấy nó sẽ lớn nhanh hơn các bạn nhé. Đây mình cắt đi các bạn này. Đấy, mình bấm đi. Đấy, những cái cành nhỏ nhỏ thế này thì chúng ta chỉ cần dùng kéo thôi chứ không cần dùng mấy cái kìm cắt làm gì cho nó khó cắt các bạn. Cái kìm cắt cây cảnh thì thường thường là chúng ta chỉ dùng cho những cái cành lớn hơn ấy, thì các bạn sẽ cắt nó sẽ dễ. Còn những cái cành nhỏ như thế này thì chúng ta bấm thì dùng kéo là được rồi. Đấy. Đó, tỉa gọn gàng để chúng ta đón một cái năm mới nó sạch sẽ gọn gàng hơn. Như lúc này mình chia sẻ các bạn thì cái cây mà nó cành lá nhiều thì chắc chắn là nó sẽ lớn nhanh hơn các bạn nhé. Đấy, kết hợp cái việc bón phân bón đạm, nhưng mà nếu các bạn để cái cành lá nhiều thì nó vẫn lớn nhanh, bởi vì là nó sẽ có hấp thụ thêm một số chất dinh dưỡng từ cái ánh nắng mặt trời, gọi là quang hợp đấy các bạn, để nó tổng hợp chất hữu cơ nhé. Đó, thì cây lúc nào nó cũng nhiều cành nhiều lá và nó lớn nhanh hơn. Đấy, còn nếu mà các bạn tỉa liên tục thì nó sẽ cây nó có vẻ nó lớn chậm hơn. Đấy, mặc dù là các bạn tỉa thì nó có cái ưu điểm là nó tạo ra cho các bạn được một cái bộ tan đẹp. Đấy, như ý muốn, nhưng mà cây nó sẽ lớn chậm hơn. Đấy, thì khi các bạn tỉa thì lần một xong thì chúng ta sẽ tỉa lần hai. Đấy, lần một các bạn thấy nó chất đẹp thì các bạn tỉa thêm một lần nữa, đó là lần hai nhé. Đó, và lần hai xong rồi thì các bạn lại tỉa tiếp lần ba, khi nào các bạn thấy ưng ý thì các bạn dừng lại thôi. Đó.
Cái cây này từ khi mình trồng 2 năm thì mình sau 1 năm mình mới tỉa các bạn ạ. 1 năm mình mới tỉa bởi vì 1 năm sau nó mới ra cành nhiều. Còn lúc đầu mà mới lên ấy thì cái mầm chồi nó rất là ngắn luôn và nhỏ, cây nó đang còn yếu. Khoảng 5 rưỡi là lên thì nó bắt đầu mới khỏe và nó bén rễ nhiều thì nó sẽ lớn nhanh. Đó. Thì trong vòng 1 năm sau khi lớn ấy thì mình tỉa khoảng tầm 5 lần hoặc 6 lần gì đó thôi. Đấy, nếu mà bẩn quá thì khoảng tầm 4 lần, 1 năm 4 lần các bạn ạ. Chứ tỉa nhiều quá mình thì nghĩ là nó không tốt lắm bởi vì đấy, cây nó sẽ lớn rất là chậm. Đấy. Và trừ trường hợp là nhà vườn các bạn nhé. Những người họ làm nhà vườn thì họ chăm sóc rất là kỹ. Đấy, ngày nào cũng chăm sóc thuốc rồi chất kích thích rồi. Đấy, họ tỉa cành nhưng mà cây cũng lớn rất là nhanh. Đấy, cành ra rất là nhanh bởi vì là họ chăm sóc rất là kỹ các bạn ạ. Có thuốc rồi có cái môi trường rất là thuận lợi luôn. Cái, trên kênh của mình thì chủ yếu là mình chia sẻ các bạn về những cái cây hoa giấy mà mình tự trồng đó các bạn nhé. Đó, tự trồng rồi mình chăm sóc cho nó lớn lên, nó ra hoa và mình chơi trong gia đình vậy thôi. Để cho mình không phải là trồng hoa giấy để mình bán hay là mình làm nhà vườn gì cả nhé. Đó. Và mình chia sẻ những cái kinh nghiệm của mình trong quá trình trồng đó, cho các bạn mới trồng cây hoa giấy lần đầu cũng như là trồng cây cảnh thì các bạn có thêm thông tin. Đấy, các bạn tham khảo thêm đấy, về cái cách trồng hoa giấy. Đấy, mặc dù là cái cây hoa giấy thì các bạn trồng thì nó không khó lắm các bạn nhé. Đấy, dù các bạn có bận việc đến mấy thì lâu lâu các bạn tưới cho nó một ít nước này. Khoảng vài bát tháng các bạn bón phân cho nó một lần. Đấy, một tháng mà bạn nào bận quá thì các bạn tưới cho nó khoảng 6 đến 7 lần nước là được. Nó vẫn lên và phát triển bình thường. Đấy, mặc dù là không, nó không lên tốt như kiểu là mình chăm sóc kỹ nhưng mà nó vẫn sống các bạn nhé. Đây, cái cành này đang có hoa đây các bạn này. Cành này đang có hoa thì mình không có tỉa nhé. Đấy, nó vẫn ra hoa. Đấy, vào đúng dịp Tết luôn. Đấy, hôm nay là đã tháng chạp, cũng khoảng gần gì giữa tháng chạp rồi, tháng chạp. Đó, thì lúc mà mình tải video lên trên kênh của mình thì không biết là ngày nào được, nhưng mà mình vẫn tranh thủ khi mà mình cắt cành hoa giấy thì mình quay cho các bạn luôn nhé. Đó, cành nào gì dài quá thì chúng ta bấm đi. Cái này nó ăn ra ngoài sân các bạn, nó dài quá. Đấy. Sang bên này các bạn, sang bên này thì cái này thì một số video trước mình đã chia sẻ các bạn, cái này hoa giấy Nhật nhé, trồng hơn 2 năm rưỡi rồi. Đó, cách đây khoảng 3 tuần thì mình đã cắt tỉa cành ở phía trên này rồi. Đấy, cái thân chính nha các bạn này, đây nhá, gốc dưới này, trồng trên chậu xi măng. Đây, cái này còn phân chuồng này các bạn này, phân chuồng đen đen đây nhá. Đấy, phân chuồng hoai này mình mua về mà mình bón cho cây này cách đây khoảng tầm cũng hơn một tháng này. Đó, dưới này có cái rễ các bạn, cái rễ nó xuyên qua cái đáy và nó đi xuống dưới đất các bạn này. Đây nó ăn này. Đấy, cái này là nó xuyên qua cái mặt sân này thì nó sẽ cây này khả năng nó lớn nhanh hơn bởi vì cái bộ rễ nó đã xuyên xuống dưới này rồi. Đấy, chắc mình vẫn không chuyển đâu, cứ để tạm thời một thời gian nữa xem thử là cái cây này nó sẽ sinh trưởng và phát triển như thế nào. Đây có một số cành nhé, cái này thì mình cắt đây các bạn, non quá. Ta bấm nha. Cái này đây có hoa này nhưng mà mình sẽ bấm phía trên này các bạn. Nó đang ra hoa đây. Đấy, nói chung là cây nó phát triển tương đối là khỏe các bạn ạ. Cành lá mộc. Đấy, các bạn bấm theo kiểu tàn thông các bạn nhé, tức là cái cành mà những cái cành nào mà sát gốc ấy thì chúng ta sẽ bấm dài hơn và càng lên phía trên ngọn thì cái cành nó các bạn bấm nó càng ngắn hơn nhé. Đấy, càng lên cao thì cái cành nó càng ngắn đi, còn ở dưới gốc thì các bạn sẽ bấm nó dài ra một chút. Đó, gọi là cái kiểu hình nón, các bạn sẽ bấm theo kiểu hình nón nhé.
Đây, cái bên này thì hoa giấy Việt Nam các bạn này, nó đang búp lên rồi, sao bông lên rồi. Cái này thì mình không có bấm được nhá, bởi vì nó đang ra hoa đúng vào dịp Tết rồi. Tết này nó sẽ có hoa đây. Đấy. Cây này còn nhỏ các bạn này. Cây này mình mới dâm được 1 năm thôi mà nó đã gốc như thế này rồi. Đây, một cây như vậy nếu mà nó vừa vừa nhỏ nhỏ thì các bạn chỉ bấm khoảng tầm 15 phút là xong thôi. Đây, cái nào lớn thì các bạn bấm khoảng tầm 30 phút thôi. Thường là như thế. Các bạn bấm đi bấm lại cho nó đều hình tròn tròn ha, hình nón là được xong thôi. Đấy, không có tốn nhiều thời gian lắm. Đây, vừa làm vinh trong cây thì vừa làm vừa giải trí thôi các bạn nhé. Chứ thực ra thì cái này chúng ta làm vừa giải trí vừa có cái cảnh để chúng ta chơi rất là hay luôn, làm cho nó vui vẻ các bạn. Đấy, như lúc rảnh rỗi nha. Đây các bạn, bấm được mấy cành này rồi. Đấy, khi các bạn trồng hoa giấy các bạn lưu ý nhé, kể hầu như các cây hoa giấy là đều có gai hết đấy, thì các bạn nếu mà bạn nào cẩn thận thì các bạn nên đeo găng tay vào nhé. Còn nếu mà các bạn không có găng tay thì các bạn phải làm cẩn thận, bởi vì nó có những cái gai nhỏ này. Đấy, nó đâm rất là đau các bạn, nó đâm chảy máu luôn nhé. Đấy thì mình nhiều lúc mình làm thì cũng bị đâm mấy lần này, đặc biệt là hoa giấy Việt Nam các bạn. Đấy, cái giống hoa giấy Việt Nam mình có cái gai rất dài và to đấy, thì khi làm các bạn phải cẩn thận nhé. Rồi thì mình vừa chia sẻ các bạn về một số cái cây hoa giấy mà mình đang trồng ở trong gia đình. Ở những cây hoa giấy chủ yếu là mình tự trồng và chia sẻ lại các bạn một số thông tin để các bạn tham khảo nhé. Đặc biệt là dành cho các bạn mới trồng cây hoa giấy lần đầu để các bạn có cái cách hình dung về chăm sóc cũng như là các bạn tỉa cành nhé. Rồi mình xin dừng video tại đây nhé. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi video và chúc tất cả các bạn trồng cây hoa giấy thành công nhé. Sau video này bạn nào có vấn đề gì các bạn cần chia sẻ thì các bạn tiếp tục comment ở dưới nhé. Mình sẽ trao đổi với tất cả các bạn. Nếu các bạn thấy video của mình hay và ý nghĩa thì các bạn nhớ like và chia sẻ cho tất cả mọi người cùng xem nhé. Và đừng quên đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Để mình có động lực làm thêm các video khác chia sẻ tất cả các bạn nhé. Rồi xin chào tất cả các bạn.